Chủ đề thứ hai của chúng ta là cuộc đời thứ hai của túi ni lông, ống hút và giấy báo cũ. Chấm chấm chấm. Có nghĩa là rất nhiều và rất nhiều. Như các bạn xem cái túi ni lông rồi đó. Nếu mà chúng ta sẽ không tái tạo thì cái túi ni lông nó sẽ đi rất là xa. Và bây giờ mình làm sao để cái túi ni lông nó sẽ có ích cho cuộc sống của chúng ta? Thì đó là một câu hỏi lớn. Và đó cũng là, các bạn hãy xem đó như là một cái đơn đặt hàng mà chương trình đặt hàng cho các bạn. Để làm gì? Trước hết là chúng ta để bảo vệ những người xung quanh mình. Thứ hai là bảo vệ môi trường sống của chúng ta. Đây cũng là một thông điệp mà muốn gửi đến giới trẻ. Hỏi một xíu là cuộc thi của mình là TV Creating, tức là mình sẽ thi và làm TVC. Và theo em biết thì TVC là Television Commercial. Mà mục đích là một cái thước phim quảng cáo nó sẽ sử dụng để quảng bá cho một cái brand nào đó, một sản phẩm nào đó. Còn ở đây thì với cái chủ đề này thì mình tính chất của mình là phi thương mại. Và cái mục đích của mình là để lan tỏa với mọi người, để mọi người cùng có ý thức về cái những cái sử dụng, cái những cái sản phẩm đó. Thì em không hiểu là cái quảng cáo, cái chữ quảng cáo ở đây thì nó sẽ nhắm tới những cái đối tượng của cái sản phẩm nào đó thôi. Bởi vì nếu mà chỉ về cái yếu tố thay đổi nhận thức của mọi người này kia thì nó sẽ là một cái clip để giống như kiểu clip vận động thôi, chứ không thể gọi là TVC được. Trên TV họ vẫn quảng cáo, nhất là các kênh quốc tế, họ vẫn dùng những cái quảng cáo, những cái trailer, những cái TVC này để họ quảng cáo vào tuyên truyền với mục đích phi thương mại. Theo cái đó là phần thứ hai, đó là hãy để mọi thứ xung quanh mình có linh hồn và cuộc sống. Vậy thì như thế là thầy muốn là tụi em làm một cái video clip xoay quanh cái nhân vật chính là cái những món đồ này, hay là chúng em có thể làm cả những cái con người, có nghĩa là chúng ta không có nói về những món đồ, chúng ta nói về con người cũng có được không? Hay là mình nghĩ được nhưng mà vấn đề là bạn truyền tải sao thôi à? Nhưng mà vẫn được, có phải không? Được. Cái này không phải là cái constraint khi mà mình được đúng không? Vấn đề là mình nói là vấn đề là đây là cuộc thi sáng tạo, mà vấn đề là bạn truyền tải làm sao thôi. Bạn truyền tải làm sao để người ta biết là à, đây là một thông điệp của bạn, đây là một mong muốn của bạn, đây là cái mà bạn cần muốn giải quyết đó, chứ không có phải là bắt các bạn phải làm theo đúng một cái format. Đối tượng để xem cái TVC này đúng không? Cái này là cuộc thi không có giới hạn. Và bây giờ như hồi nãy mình nói với các bạn đó, các bạn hãy xem như là Đại học Hoa Sen, cụ thể là cuộc thi TV Create này đặt hàng các bạn, thì các bạn hãy biến những người đặt hàng các bạn thành khách hàng là cái thứ nhất. Cái thứ hai, các bạn biết là đây là một cái chủ đề phi lợi nhuận đúng không? Mà cái chủ đề này phi lợi nhuận thì nó có dành cho một cái đối tượng nào đó không? Không. Có, nhưng mà với cái chủ đề này nó có dành cho đối tượng nào không? Không, nó không focus vào đối tượng nào hết. Đâu phải là 3 tuổi phải bảo vệ môi trường mới biết bảo vệ môi trường, còn 50 tuổi không biết bảo vệ môi trường. Đâu phải là 5 tuổi có quyền sáng tạo, còn 20 tuổi không có quyền sáng tạo. Cho nên là bạn hãy nghĩ rằng bạn đang làm là làm cho tất cả nhân loại. Bạn đang làm những cái này là bạn đang như cái chính đó là bảo vệ môi trường sống xung quanh bạn. Ai cũng có quyền bảo vệ môi trường sống xung quanh bạn hết. Mục đích là bạn làm sao để cho cái TVC của bạn nó có tính lan tỏa thật sự, nó có tính nhân văn. Ha. Không khó, đừng ngại về cái chuyện là đối tượng của mình là ai, bao nhiêu tuổi, như thế nào đó. Đây không phải là một chương trình truyền hình. Cho nên là họ không phải là nam hay là nữ, hoặc ông già là cả gì hết á. Cho nên mình cứ làm thoải mái.